Hello, hello mấy bạn. Hello. Hello mấy bạn nha. Ai nghe rõ ạ thì giơ tay cái nha. Anh em 93 chào nhau nha. Anh em 93 đâu? Giơ tay cái nè. Alo, alo. Thử mic nha anh em ơi. Ai nghe rõ giơ tay nha anh em. Anh em 93 đâu? Sáu mươi ba, sáu mươi ba, anh em lên giao lưu với nhau nha. Hiện tại là chúng ta chưa có chạy chính thức nha anh em ơi. Rồi. Ok, mic rõ nha anh em ơi. Thank you.
ta. Mông mệt tát ma. Trời ơi nó hung kìa má ơi. Mông mệt tát ma. Chào các bạn, chào các bạn. Thôi không giọng nữa. Thôi chúng ta không giọng nữa. Chúng ta trở về với anh em thôi. Chào Nguyễn Văn Trung nha. Hôm nay chắc có sức bỡ bình. Hồi nãy thấy có một hai chiếc Dream 57. Hôm nay thấy có một hai chiếc Dream 57 lên sân. Vũ Di tỉnh queo. Vũ Di mà tỉnh queo. Hả đây có nhậu đâu mà. Ok chào Nguyễn Khắc Quý. Anh xin lỗi nãy giờ anh lo anh chỉnh âm á, anh quên, anh không chào mọi người. Đợi AD xíu nha. Alo. Nghe ca Bình Dương ở Đài Loan với nghe ca. Em lên rút gọi em sợ giùm anh đi. Sân 2K, sân đua 2K là ra. Cùng lúc luôn 49
chính. Đúng rồi, cái này có ai có xe muốn chạy thì cứ đăng ký rồi bên trọng tài họ sẽ xếp hệ cho các bạn chạy nha. Xe đạp cũng chạy luôn nha. Sáu mươi mốt, sáu mươi mốt. Anh em 93 đâu, 93 đâu. Từ từ, xíu nữa xe chạy sẽ chuyển cam, mấy bạn cứ yên tâm đi. Có 60 nha, có 60 nha. Ok, kế bên cái hình của AD là cái nick Facebook của AD. Mọi người muốn kết bạn thì vào AD nha. 81, 71, 93. Bữa nay anh em 93 nhiều quá ta. Nãy giờ anh em 93 lên tiếng quá trời luôn. 67, 61, 49. 49 Lâm Đồng ạ. À, AD lên Đà Lạt là gặp 49 quá trời luôn. 14, ok. Chào 14 miền Bắc nha. Bởi vậy chạy mấy chiếc xe dắt rắc chi cho đẩy lòi bạn hỏng. Mô xăng lửa đang thịnh hành nha anh em. 66, 77, 60, 49. Trời ơi quá trời, hai van chạy được nha. Hai van, bốn van gì đều có thể chạy nha. Cứ hệ nhỏ xếp lên hệ lớn là chạy được hết. Để chứ 54 xếp lên chạy chung với lại 54 hai van mà xếp lên chạy chung với 54 bốn van được luôn. Nhưng mà 54 bốn van này không chạy được với 54 hai van thôi. Anh em 61 lên tiếng, 69. Trời ơi 69 là đúng thế đó. 92, 67, 93. Trời ơi anh em 93 quá trời luôn. Tại sao gầy bên mà lại không lên đây chơi với AD? 9 giờ mới chạy chính thức anh em ơi. 9 giờ nha, 9 giờ mới chạy chính thức nha. Nguyễn Ngọc Thảo ơi, em tém tém lại cho anh em mấy vùng khác lên tiếng chứ. Ok, 65 Cần Thơ, 66, 64. Trời ơi, cái bạn áo vàng mà nón đỏ là bạn Tí Hưng á. Bạn đó là ở Bà Rịa Vũng Tàu đó. Đù ra xe đã vậy, cứ như Thái Lan đó. Ghê không, ghê không, ghê, ghê, ghê thiệt. Hôm nay là đặc biệt là ba cái cúp đồng. Hôm nay là ba cái cúp đồng đầu tiên ở sân 2K. Bởi vậy nó rất là giảm giá nha mấy bạn. Và hiện tại xe trên sân thì AD thấy hơi ít đó. 61, 17, 67, 65, 64. Kinh, kinh nha anh em ơi. Idol bạn Phạm Dung là ai vậy? Tí Hưng hả? Đây,
D nha. Một đêm duy nhất, hôm nay là một đêm duy nhất, chúng ta có ba chiếc cúp đồng đầu tiên của sân 2K. Sắp tới sẽ có chiếc thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó, nhưng mà hiện tại là ba chiếc đầu tiên của sân 2K nha mấy bạn ơi. Một đêm duy nhất thôi, trời ơi anh Chí anh Lạng thấy ghê luôn á trời. Chào mấy bạn, 241 rồi, like và share giùm AD nha, nha anh em ơi, 72 Vũng Tàu, 72 Vũng Tàu luôn, anh đâu biết anh Hoàng Tú đâu, anh không biết anh Hoàng Tú, trời ơi, ok vô đây cho live stream chung luôn, em muốn live stream nào thì em like. Để cho em like hết. Bốn mươi bảy. Kinh chưa anh em? Thanh vấn trời. Em bình thường mà trời ơi. Bình thường. Vậy cũng chưa có nhanh đâu. Biết nữa. Chưa coi vlog của anh. 95 SCK Racing. Thương hiệu rất nổi tiếng. Anh em ơi, like và share video nha anh em ơi. Tất cả hiện tại là mấy bạn đều lên giáp 4 món hết và đội full face đẹp hoàng. Anh em nào mai mốt lên sân mà giật cũng phải đội vinh phay và mặc giáp giống vậy mới được giật nha anh em ơi. Chào 62. Vậy thì anh không kêu đâu Hồng Khanh ơi, cho em khỏi kinh, em kinh mọi người chơi cái gì nữa đúng không? Nhóc Nguyễn nè, nếu mà comment mà không có đàng hoàng
hoàng nữa là anh sẽ lóc em luôn nha. Ở đây là chung của mọi người thì em comment cho lịch sự nha. Ông Hùng Hồ có mặt luôn nha. Ông Hùng Hồ là đêm thứ bảy nào cũng có mặt hết mọi người ơi, khỏi chạy đi đâu luôn. Phải có giáp, phải có nón nha. Ok Thành Huy, kiếm xe lên đây. 54 danh chích rớt vô 110 Super của mình. Lọc Nobi lên trái. Trời ơi, kêu đi vô đây, tại sao không vô? Các bạn Phạm Nhung này nha, đội live stream đã đời. Anh nghe luôn Nhật Hạ ơi. Bé Hải Hia là anh trai đúng không? Ở miền Tây kêu Hia là anh trai đúng không? Chế là chị gái đúng không? Anh nhớ hình như là vậy. Trời ơi, anh mà ra chạy là chúng nó chửi đó. Anh
đâu có dám chạy đâu. Máy xe này chạy lẹ lắm, anh sợ. Chính đi vô căng tin liền ngay và luôn. Bạn hay lắm. Bạn vô đây bạn livestream nè, bạn hay lắm. Ok, 15 tuổi vẫn nay được bình thường. Đầy đủ điều kiện là vô này thôi bạn. À, thêm cái giấy bảo lãnh của gia đình nữa. À, là ví như là ba mẹ bạn đồng ý cho bạn tham gia thể thao đua xe để mà khi mà có sự cố gì đó thì ba mẹ bạn có thể tự chịu trách nhiệm với bạn. 63 49 thôi không đọc lô tô nữa đâu, mấy bạn kinh AD mạnh lắm. Quá chán mấy bạn luôn, mấy bạn comment đi sao mà mấy bạn không vô chơi với AD, quá chán luôn. Chán ơi là chán. Bô xăng lửa chạy quá trời luôn ta. Dạo này đang hot hệ bô xăng lửa nha mọi người. Rider nè, Sachi F bô xăng lửa rớt nắp và không rớt nắp, chia ra hai hệ đàng hoàng nha anh em ơi. À, sao mà buồn được, AD rất là dễ buồn thì cả chuồng chạy vòng hết buồn vậy thôi. Chia sẻ và like clip giùm AD nha. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều nha. $49 điểm danh luôn mọi người ơi, $49. Hello Đào Hữu Vinh nha. Mọi người thả tim like đồ, bấm icon đồ nhiều nhiều xíu cho nó lắc trên mọi người ơi, chứ cái đường truyền nó mạnh quá, bây giờ sao giờ trời ơi. Cảm ơn mấy bạn nha, bạn nào phanh cứng thì ráng cố gắng, đầu tháng chúng ta sẽ reset phanh cứng và mấy bạn hãy cài lại từ đầu để chúng ta có thể giành được những giải thưởng nha. Ok, thả tim thả like đi mấy bạn ơi, thả nhiều nhiều vô mấy bạn ơi. Minh Di kìa, Minh Di của mọi người kìa, giang nắp ra ghê không. Để bà lỗi. Chào Vũ Thị Minh. Ok nha, AD chứ không phải alo nha. Hello mấy bạn, hello mấy bạn. Trời ơi, AD ngồi trong căng tin mấy bạn ơi. AD đâu có đi vòng vòng để biết câu lạc bộ nào lên đâu. Trời ơi. Hello Lê Bảo, hello Văn Hưởng. Chào mấy bạn, chào mấy bạn. Siami Thái Lan nha, đường áo đẹp. Áo đẹp, áo đẹp, nó cũng đẹp. Đó, xuất hiện một anh mặc áo full Comine. À, cái này là JK021 nè, nóng KT nè, chạy xe hạ sườn. Chào mấy bạn, chào mấy bạn. Lắc gì, lắc là do mạng em chứ đâu phải mạng anh. Mạng anh đâu có bị lắc. Hứa luôn chạy ra phòng mi nhon lắm.
tối ngày cứ gian nách rồi dỗ bạch 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 mà. Bởi vậy tập thể dục thường tướng Minion lắm. Trung ha, anh đây đẹp trai đồ gớm.
trời ơi. Nghe giọng nói không? Che mặt ở đây lại nha. Ok, vô đây trao cướp em luôn. Ok, ok. Trời, anh trẻ măng à. Trời, kêu chú luôn mới ghê. Trời ơi. Buồn hết sức buồn à. Ok, Tô Việt Đức, trời ơi, sân phải nhiệt chứ em. Đúng rồi, quỷ hà. Trời ơi, quỷ hà, chúng ta đánh giá mà. Chào Nguyễn Tấn nha, chào Nguyễn Tấn. Mấy bạn ơi, bây giờ mấy bạn vui lòng ngồi vào chỗ, kiếm một ly nước, nước ngọt hay cà phê gì cũng được. Ngồi mở điện thoại lên coi đây là chim nha. Cảm ơn mấy bạn. Em chào anh Tâm. Em chào anh Tâm. Tại sao hôm nay anh không lên sân? Không lên sân chơi với em. Yêu cầu đừng địch thôi, địch chung thử chung thúi lắm.
Hello Trúc Thành nha. Từ Bến Tre mà cũng lên đây coi live stream luôn. Hello Nhật Trang. Để coi hình boss tháng
cái này có mặt em góp vui không nha. Trời ơi, lê căm căm. Sao người ta không cho vô? Em làm gì mà người ta không cho em vô? Hello Minh Phúc. Mấy bạn mới vô, mấy bạn like và share cái video này giùm AD nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Trời ơi, cảm ơn nhiều lắm luôn. Chào Linh Chi nha. Hình như Linh Chi là nữ đó mấy bạn. Có gì add nick Linh Chi nha. Chào Chí Nguyễn, chào Chí Nguyễn. Anh nãy giờ trong căng tin anh đâu biết ở ngoài kia ai lên ai không đâu. Trời ơi, nói vậy như là muốn bắn bỏ AD vậy đó. Trời, 93 đầy em ơi. 93 đầy nha. Ok, ok Phạm Nhung. Nãy giờ em share chắc mừng mấy lần rồi đó. Cảm ơn em. Chúng ta tuyên dương bạn Phạm Nhung nha. Lên gọi thì đi vòng vòng chơi đi cưng. Hello Nguyễn Quy. Mai chúng ta không có chạy nha. Mai chỉ là lên chơi thôi, lên giật chơi thôi. Chứ ngày mai không phải là ngày chạy chính thức của chúng ta nha. Cái gì em chưa hiểu nè. Ok, cảm ơn nha Hoa Thị. Rồi em cứ add Facebook, xíu nữa anh sẽ ra đồng ý nha. Facebook nè, đó add đi chồng đó. Chào Phan Hoài Nam nha. Chào mấy bạn. À đây cắn răng cắn cỏ tụ quần ra chào mấy bạn nha. Phạm Nhung không có lên nha, nãy giờ không thấy Phạm Nhung nha Nguyễn Trường ơi. Đó, Phạm Nhung lên tiếng rồi kìa. Khỏi đi Nam ơi. Thì cảm ơn nha Bi nhỏ ơi, hy vọng là bạn luôn lên coi thường xuyên. Ngoài chị Nguyễn Tiến ơi. Trời ơi, hello Đức Giang. Hello bạn Trinh nha. Hello bạn Trinh. Cảm ơn nha Hoa Thị ơi. Trời ơi, quỷ sứ hà Đức Giang nha. Tý Hải hả? Anh không biết Tý Hải. Nãy giờ anh ngồi ở trong căng tin không à, anh chưa có ra ngoài nữa nên anh chưa biết là có hay không nữa. AD lúc nào cũng có trong căng tin hết mấy bạn. Cứ vô căng tin hỏi nào tin phát là biết AD à. Trời ơi, em xách xe vô đi thì mới tới hại em chứ trời. Chắc chạy tới 11, 12 giờ hoặc thậm chí 1, 2 giờ luôn á mấy bạn ơi.
chúng ta cùng online đêm phia. Xíu nữa là có đua vô săn lửa luôn nha mọi người ơi. Chào bạn Nhân Mạnh nha. Chào. Chào tất cả mọi người. Hiện tại cảnh tin chùa chúng ta đã lên được 5, 6. 6 bạn mem nữ rồi các bạn ơi.
Kiệt nhiều nè. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Hiện tại là sân tương đối đông rồi đó mấy bạn ơi. Vô yêu nhau luôn đi. 68 68 68 2K có bán xe luôn nha. Liên hệ mô tô 2K Sài Gòn em ơi. Em bị chết đi Thư ơi. 49 nha anh em. 49 E1 63 Tiền Giang. Đúng rồi, 63 Tiền Giang, 62 Long An nè, 67 An Giang luôn. 83 83 95 95 anh em ơi. 295 kết bạn với Tam Phạm nha. Heo bông 65, Yêu Quyền 67, Bô Xăng Lửa được chạy nha. 67 Quốc Thiện kìa, Yêu Quyền với Quốc Thiện kết bạn luôn đi nha.
Thôi Thư ơi, em đi chết đi Thư ơi, không ai kết bạn với em đâu Thư ơi. 49, 49, 64. Anh chị nãy giờ mới thấy số 74 luôn á, chưa có ai 74 luôn á mọi người. 66 Đồng Tháp, 64. Để kêu idol Song Thư vô live stream cho mọi người chơi nha, nói chuyện mọi người nha. À đây đưa nước đây, khát nước quá. Giới thiệu với mọi người, đây là idol Song Thư nha. Chúng ta hãy đến với idol Song Thư. Idol Song Thư nhưng mà nick vẫn là SD Trần nha mọi người. Anh fan SD Trần nha, cảm ơn mọi người. Ok, chúng ta đã lên sóng rồi anh em ơi. Chính ta là idol mắt quét mà.
quốc luôn nha. Vô vô vô, AD trở lại rồi mấy bạn ơi. Đây, giới thiệu với mấy bạn, AD BD. Gì vậy mọi người? Sao? Vụ gì? À, bạn Thư là hôm nay là khách không mời mà tới nha mọi người. Nha. Anh này cũng kiểu em không? Anh em đuổi em đúng không? Để biết em đi. Facebook của chị Thư là Ngô Ngọc Song Thư. Chữ Song có hai chữ O nha mọi người ơi. Kiểu như đánh dấu mà quên chỉnh qua tiếng Việt á, nó không có lên thành chữ O mà nó thành chữ hai chữ O, hiểu không? Ngô Ngọc Song Thư, Song hai chữ O. Đúng rồi, đó, bạn Song Thư có comment nó chảnh đó. Rồi, anh em nào add bạn Song Thư thì add đi nha. Một lần duy nhất, chúng ta chỉ có một lần duy nhất thôi. Anh em nào add bạn Song Thư thì add đi nha. 206 anh em vui lòng like và share cái video này dùm AD nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Phạm Nhung trốn luôn rồi em ơi. Đúng rồi, ngựa lắm. Mới gì chưa là vô được thanh cứng không ghê. Ngựa lắm. Anh cứng anh xét cũng được mà, đâu cần tới em. Ừ. Thì anh muốn xét thì anh xét được mà, đâu cần. Không biết em nói là xét tự nhiên. Tháng qua đầu tháng 7 reset anh cứng nha mọi người ơi. Ê, đi ra chụp hình là được đăng ký cái trò chơi đúng không? Cái game gì đó. Ai biết đâu, hỏi đơn vị tổ chức. Hello, Abdullah Fatah. Đó, có một bạn nước ngoài vô luôn nè. Abdullah Fatah. À, hello man. Nice to meet you. Thôi em đi ra em chụp hình em tham gia trò chơi nha. Phấn đi cho đẹp chờ em. Trời, bạn Song Thư của chúng ta đi rồi nha mọi người. Bạn Song Thư của chúng ta đã đi theo tiếng gọi của con chim. Bạn ấy đi ra ngoài chụp hình rồi. Ok. Nice to meet you. Hello Phạm Trung Kiệt. Không. Em bên ban tổ chức mà. Ủa em là nhân viên công ty mà. Anh đâu biết. Tên khó đọc quá.
Đương nhiên rồi, idol mà, đâu phải cứ muốn chấp nhận là chấp nhận đâu. Vui lòng inbox vô cho bạn ấy là em hẹn chị ấy trên bằng cái livestream của Sandu 2K thì chị ấy sẽ hẹn thôi. Ngô Ngọc Song Thư nha mấy bạn, Ngô Ngọc Song Thư, chữ song là hai chữ O nha, không phải là chữ O nha. Sai rồi, test nhẹ với Song Thư là sai rồi, sai lắm luôn. Ok, chào Thanh Duy nè. Mấy bạn fan cứng đâu hết trơn à ta, lên tiếng cái ta. Nãy giờ không thấy bạn fan cứng đâu luôn á ta. Mấy bạn fan cứng ơi, mấy bạn fan cứng à. Fan cứng của tôi đâu hết rồi mấy bạn ơi. Reset phanh cứng, cuối tháng 7 chúng ta sẽ xét phanh cứng nha. Rồi sau cuộc thi tháng sẽ là cuộc thi quý, giải nhất của quý sẽ là một cái sườn rắc 54 đó. Anh em nào mà đam mê mà chưa đủ điều kiện đáp xe hay là muốn lấy phần quà tặng của sân đua thì vui lòng hoạt động linh hoạt hơn ở trên trang thì sẽ được phanh cứng nha mọi người ơi. Mọi người ơi, thả tim đi mọi người ơi, thả tim like và share video giùm AD đi mọi người ơi. Sao công bố kết quả mini game là 073, số 073 cộng sai lệch nên vẫn không có trúng thưởng. Rồi
mini game nha mọi người. Mini game là giải thưởng là được một cái vé free của trường đua và một lượt chạy rắc miễn phí. Hiện tại là bạn Sơn Trường, nick Facebook là Sơn Trường số 375. Comment số 375 là đạt giải nhất. Giải nhì là bạn Nguyễn Trinh, comment số 476. Giải ba bạn Mỹ Ngân, ba số 7. Rồi bạn trường hợp của bạn Nguyễn Trinh là có chỉnh sửa mà vẫn được giải ha. Thì theo luật là bạn ấy chỉnh sửa nhưng không thay đổi số dự đoán nên vẫn tính là hợp lệ nha mọi người. Rồi ba bạn này là nhận được vé miễn phí vào sân 2K và một lượt chạy miễn phí ở sân rác nha. Hello bạn Phú Quý Trần nè. Rồi mọi người like và share cái video này giùm AD nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi bây giờ là ta sẽ coi tỷ lệ cái giải. Sắp tới chúng ta sẽ có mini game ảnh xe đẹp nhất. Phần thưởng của chúng ta là một cờ lưu niệm, một vé cổng và một phần nước cho ảnh xe đẹp nhất. Rồi thì thể lệ tham gia là like fanpage nè, theo dõi fanpage, rồi bình luận hình ảnh xe chính chủ. Rồi sẽ chốt danh sách vào 2 giờ ngày 30 tháng 6 nha mọi người. Rồi bước 3 là chia sẻ lại bài viết, chia sẻ lại bài viết trên fanpage. Rồi mỗi tài khoản chỉ tham gia được một lần nè. Ảnh xe nè, ảnh xe nào mà được like nhiều nhất sẽ được nhận giải. Rồi ảnh dự thi sẽ được tổng hợp và đăng tải trên bay 2K sơ kết vào ngày 1 tháng 7. Rồi bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 mới tính like nha mọi người ơi. Rồi cuộc thi sẽ kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 4 tháng 7. Vậy thì chúng ta chỉ có khoảng 2 ngày rưỡi. Khoảng 2 ngày rưỡi để chúng ta chạy lượt xe và lượt like cái bài viết của chúng ta thôi. Rồi kết quả được công bố vào ngày 5 tháng 7 nè. Rồi vào tuần đó thì chúng ta sẽ được cái giải là một cờ miễn phí, một cái cổng và một phần nước của trường đua. Rồi anh em nào mà muốn chơi thì nhớ lên fanpage của trường đua để coi thể lệ tham gia nha. Vui lòng làm đúng thể lệ tham gia nha anh em. Chào bạn Lê Thu Hiền, chào Ngân Ngân, chào Phạm Nhung. Trời ơi, comment trai đẹp đi. Anh nào trai đẹp giơ tay đi cho mấy em nó ẹt kìa. Đúng rồi, ảnh xe là thi xe gì cũng được, xe đạp cũng được luôn. Miễn sao là có xe là được. Khuyến cáo là nên chụp ở sân 2K nha mọi người ơi. Trai đẹp đâu? Mấy anh trai đẹp comment đi. Mấy anh trai đẹp comment đi nè. AD chưa có người yêu nha. AD là độc thân du tấn nha. Là độc thân vô tánh nha mọi người ơi. AD không có bạn gái nha. Nha, AD chỉ có bạn trai thôi. Nha không?
chào Nguyễn Phi Bảo nha. Vụ gì mà mọc sừng? Trời ơi, tại sao lại mọc sừng? Hiền à, AD rất là hiền. Em đừng có như vậy mà. Trời ơi, quỷ hà, làm ta lộ giới tính hả má ơi? B đó, đừng có tin nha. B hồi là B lên giường luôn đó. Chào Rossi An Giang nè. Cười cái gì vậy Thành Huy? Trai đẹp của 2K. Trời ơi à. Chào, chào Lạc Lối nha. Chào bạn Tài Lạc Lối, tại sao bạn không lên sân chơi bạn 61 sân kế bên? Chào Nguyễn Minh Nhật. Chào mấy bạn nha. Hiện tại là ngoài sân AD thấy gái quá trời gái. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên tin tưởng anh gì rồi làm thất vọng gì? Anh có làm gì em đâu. Gì mà mưa acid gì ghê vậy? Dũng rapper. Hiện tại lượt chạy trên sân là 10.000 một lượt nha mọi người ơi. Chỉ 10.000, chỉ 10.000 thôi mọi người ơi. Mọi người ai mà muốn add Facebook AD thì Facebook AD nè. Đây, đó. Add nha, add nha. Sân hiện tại là đã làm xi măng lại rồi nên việc đề ba rất là ok nha mọi người, rất là ít trường hợp mà bốc đầu như hồi đó. Đi qua đây lên cam nè Song Thư ơi, đừng có ngồi đó cào phím nữa. Trời ơi, cào hồi nát cái màn hình luôn hà. Má dạy đàn ông là phải mạnh mẽ, hiểu không? Phải mạnh mẽ. Đó. Kiểu kiểu vậy đó. Ok, hốt liền. Ai thấy Song Thư trong căng tin vô hốt liền nha. Song Thư đang ngồi trong căng tin nha mọi người ơi. Ai có ý tưởng hốt Song Thư thì vô hốt nha. Đã nói rồi, AD chưa có vợ, AD có chồng rồi nha. Hốt bỏ sạc rác chứ hốt đi đâu. Trời ơi, hiểu ý luôn. Vỗ tay cái nè. Đó.
tự biết số phận mình luôn. Bó tay. Trai đẹp nó thấy em lên nó chạy hết rồi Thu Hiền ơi. Nha. Nó thấy em lên đây em comment là nó chạy hết rồi. Đúng rồi, ở đây có con luôn rồi. Đúng rồi, chính xác. Hello Mỹ Dung. Hello Mỹ Dung nha. Ở đây có con rồi nha, nguyên con chà bá luôn. Con đó ghê lắm. Trời ơi, comment bậy bạ quá trời ơi. Dương Phạm ơi, comment bậy bạ quá. Thay lời muốn nói của Thu Hiền nè. Mấy anh ơi, em chưa có người yêu nè, em còn đang sợ ế đây này. Mấy anh đẹp nít em nha. Rồi em sẽ cắm sừng lên đầu mấy anh. Đó, bạn Thu Hương nói vậy đó. Chào bạn Võ Văn Giang nha. Chào bạn. Anh không biết nữa trời ơi. Nãy giờ AD ngồi trong canteen không AD có ra ngoài đâu. Mà cứ hỏi biết anh này biết anh kia có lên sân hôn. Trời ơi. Xác nhận lại là file AD không có to nha. Vừa đủ xài thôi chứ không có to nha. Bậy bạ hết sức hà. Sẽ là bằng chứng kiểu như là sẽ là bằng chứng mà buộc tội em trước tòa vậy đó. Em đừng nói gì nữa nha. Không có nha. AD không có thích khen là đẹp gái nha. Nha. AD vẫn thích khen là đẹp trai nha. Giáp chạy xe thật là đẹp. Mang bật giáp giờ anh lì quá. Trời ơi, xe hở bạc kìa trời. Dạ em nghe chị Phạm Nhung ơi. Dạ em nghe nè chị. Hello Yến Trần nha. Hello Ngọc Mai. Chào mừng quay lại nha Ngọc Mai. Hey. Mấy bạn ơi, như thường lệ share và like video giúp AD nha. Cảm ơn mấy bạn. Trời, AD là phải hài rồi. Yên tâm đi bạn. Gì vậy chị Phạm Nhung? Chị đang nói gì vậy? Em đâu biết gì đâu à. Có chiếc xe màu hồng đẹp quá các bạn ơi. Chiếc xe màu hồng đẹp quá luôn.
ý AD là sức sức bền á, hiểu không? Chạy xa dài, chạy được dài được. AD không có hiểu nha, AD không có hiểu gì hết nha, nha, nha. Anh không hiểu nha Huy ơi. Huy ơi, anh không hiểu gì hết Huy ơi. Ai nói gì cho AD hiểu đi, AD không hiểu gì hết. Các bạn đang nói gì vậy? Chào Long Ca nha. Hiền à, Hiền. Tém tém vô Hiền ơi, tém vô. Mai ơi, tại vì cái nhóm Racing Girl của tụi em bỏ bên anh đi hết rồi, chán quá. Chả ai vô làm idol ngồi live stream nói chuyện nhảm nhảm với mấy bạn hết, để mình anh nói buồn quá Mai ơi. Hiền à, bớt đi em, bớt. Tra trên đây không phải để em tán nha, tra trên đây là của chung nha. Mười khó ơi, bạn nói gì vậy? Mười khó ơi, chưa hiểu lắm. Đúng rồi, 4 phút nữa chạy boss rồi mọi người ơi. Ừ thì chắc chạy mà. Hiện tại là không có cam số dây, tại vì tất cả dây đều phải giữ bí mật á, nên không có like thêm cái cam số dây được nha bạn. Hiền à, tra trên đây là của chung, chúng ta không nên giành nhau như thế. Thầy chồng em là ai vậy chích bông ơi? Anh đâu biết thầy chồng em là ai đâu. Hiểu luôn, Phạm Nhung hiểu luôn. Ok Dũng Đào. Chị Thư ngồi trong căng tin nè. Chị Thư ngồi trong căng tin ngồi sầm sàm kìa. Ừ, trên đây ồn. Xe nhiều nạn ồn. Anh không biết bé biển nha. Anh chưa nghe câu lạc bộ bé biển nha. Đồng bay à, lên đây em. Chuẩn bị chạy, chuẩn bị chạy nha mọi người ơi. Cái giọng nào?
chuẩn bị sắp chạy rồi mấy bạn ơi. Để chút xíu, còn đang tổng kết ở ngoài kia để mà cho xếp hệ đó mà. Dạ, anh nghe nè mấy bạn. Dạ. Trời ơi, mấy bạn nữ ngoài sân quá trời luôn mấy bạn. Chào Minh Trí MC nha. Bé mở, ẹt AD đi bé mở. Kêu xong thư vô nói chuyện với mọi người nha. Xong thư qua đây em, đi qua đây. Bạn Thư ơi, qua đây bạn Thư ơi. Chào Trần Thanh Quý nha. Đi qua đây cho gái đẹp xem em nè. Đi qua đây. Để lên. Cắt lương bây giờ. Ok, chào Trương Nguyễn nha. Chào Hào Thanh nha. Hiện tại chúng ta đã lên được con số 277 người coi rồi. Chúng ta chuẩn bị chạy bot nha anh em ơi. Anh em vui lòng ngồi đợi trong giây lát nha. Nhìn xe mắc ghiền thì anh nhìn em anh cũng mắc ghiền lắm luôn á. Nhau. Sao Phước Thiện ơi, hiện tại là xe di chuyển lên sân là chúng ta phải di chuyển bằng xe tải nha. Và một điều nữa là chúng ta phải có kẹt quẹt. Kẹt quẹt là phải đúng số máy á, số lốc máy á, với lại có bảng số xe. Chúng ta sẽ cần 3 món ăn chơi như sau: bảng số xe, số máy và kẹt quẹt xe. Còn cái sườn á, khi mà em đem lên á,
em có thể ráp trên xe cũng được, nhưng mà em phải chở bằng xe tải thì em mới nói được người ta, em hiểu không? Thì Sơn Đô mới có căn cứ là giải quyết cho em những cái trường hợp đó. Hello Ngọc Tủ. Con chim non trên cành cây hót réo von, hót réo von. Em yêu chim, em mến chim, vì mỗi ngày chim hót em vui. 314 được xem rồi mọi người ơi, vui lòng like và share video giùm AD nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta đã bắt đầu tranh boss rồi. Chúng ta chuẩn bị vào tranh boss rồi nha mọi người ơi. Hello Quỳnh Hào nha. Hello Quỳnh Hào. Like và share video giùm AD nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Super bệnh nha mọi người ơi, 54 super mọi người đâu bệnh nha. Chào Nguyễn Thái Phương nè. Mọi người like và share video giùm AD nha. Chúng ta chuẩn bị tranh boss rồi. Chúng ta đã bước vào tranh boss rồi nha mọi người ơi. Hello Lập Lì. Hello mọi người nha. Hello AD, hello mọi người. Có bô xăng lửa luôn. Hôm nay bô xăng lửa trên sân đông lắm. Chúng ta đang tới với hệ Super Bình 54. Chào Lê Hữu Khanh nha. Hello bé Mở nha. Nghe không, nghe không mọi người ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị tới vòng xong đấu. Bên trái màn hình là Tí Hưng nha mọi người. Rồi có dấu hiệu rồi, có tín hiệu. Rồi xuất phát, cả hai xe không ai lỗi hết. Nghe chưa mọi người ơi? Có hết nha, bộ xăng lửa rớt nắp với chưa rớt nắp luôn nha mọi người. Đang đua mọi người ơi. Đang đua nha mọi người ơi. Ok, ok, đợi ở đây chút xíu. Dạ em chào anh Minh Hà. Ồ, nó kêu con Thu Hiền bằng anh luôn kìa. Ghê thiệt. Bởi vậy giới tính thật đã bị mọi người khai thác rồi. Chào Minh Hà. Lâu quá không gặp. Bạn còn làm đó không ta? Nãy giờ nãy anh ra là chưa thấy nhung mẹ anh luôn nha. Nha nhớ nha, mai mốt không thấy mẹ luôn. Nhớ không, nhớ không.
Hello Trần Bảo My nha. Chào bạn Sang Sino. Dũng Đào à, em vậy là không được rồi. Chào Linh Ta nha. Chào Như Quỳnh. Ai chưa có gửi ad nick AD nha. Nha. Nick AD nè. Đó. Ai chưa có gửi ad nick AD nha. Ồ, Yến Khởn nè. À, mọi người xem như vậy có bị che chưa? Nếu mà ok rồi thì Việt nói ok nha, để AD biết nha. Cảm ơn mọi người. Chào Kenby. Thôi, xạo xạo hoài. Sườn đôi không số sườn hả? Sườn đôi không số sườn mà em tháo ra em để riêng thì chả có vấn đề gì cả. Chào Tống Lá Thiêu. Chào Dương Phạm. Ừ, ok rồi Dương Phạm. Cảm ơn Dương Phạm nha. Chào Trần Văn Sơn. À, Facebook AD là đây nè. Đó, trên xuống dưới đây nè. Là Facebook của AD nha. Rồi mọi người cứ như vậy mà hết nha. Chào cậu Út. Chào Trần Văn Sơn nha. Chào Ngân Kim. Rồi Tí Hưng. Trước màn ảnh của các bạn là bạn Tí Hưng, đến từ câu lạc bộ không biết nhưng mà đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Comment nhiều nhiều đi Minh Hà sẽ được làm fan cứng thôi. Hiện tại trên màn ảnh là Tí Hưng nha, đang dòng bấm dây nha mọi người ơi. Bảy giây 7:40 nha anh em ơi. 7:40. Đúng rồi, Gia Hưng đó. Anh em share và like video giùm AD nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào Chính Nguyễn. Bảy giây 7:40 nha mọi người. Một con số rất là ấn tượng. AD bật mí luôn là Tí Hưng là từng là nhân viên của trường đua. Tí Hưng từng đảm nhiệm vai trò là trọng tài vào những tháng cuối năm của 2017 là Tí Hưng đã làm ở trường đua nha mọi người. Đọc số dây mà có ai mua nước vô cho AD uống đâu, thấy không? Chán quá chán mà. Có ai thương AD đâu mà. Bởi vậy buồn, hết sức buồn à. Chào Võ Quốc Duy nha. Xách xe lên chạy thôi Chu Nguyễn ơi. À, anh Minh à, anh muốn cứng chỗ nào? Anh muốn cứng chỗ đó không? Chào Như Quỳnh nha. Xong Thư nó ngồi trong căng tin nó nhắn tin kìa. Không, cái này là trường đua xe nha Chính Nguyễn ơi, không phải trường đua ngựa nha. Chúng ta là trường đua xe nha, không phải trường đua ngựa nha mọi người ơi. Trường đua xe. Trường đua xe nha, nha nha, không phải trường đua ngựa. Ok, mai mốt AD sẽ không lên sóng nữa cho mấy bạn ngồi coi video một mình. Nha.
nếu mà ở xa inbox AD nha, lên tặng vé free luôn nha, hỗ trợ cho mấy bạn lên chơi nha. Chị Thư không có ra đâu Dũng Đào ơi. Không, nãy giờ mới có người nói nghe mát lòng mát dạ. Trường đua này là không phải trường đua cua gái nha, cua gái là phụ thôi, đua xe là chính nha mọi người ơi. Ít người chơi lắm bạn. Trần Văn Sơn ơi, hiện tại là trên sân chưa tuyển được chân già nha, có chân già nào thì đem bên sân cho anh em hưởng sái ké một xíu chứ. Rồi nắm dây nha mọi người ơi. Tám giây 784, hiện tại số giây là 8 giây 784, còn một lượt bấm giây nữa nha mọi người ơi. Chưa nha, hiện tại là 54 nha Super Open. Em hả, em lên đây em lăn hay làm gì Phạm Nhung, nói anh nghe thử coi em làm được những gì nè. Cảm ơn nha Trương Tân An ơi. Ok, chân ngắn được mà. Hiện tại là đang bấm dây nha mọi người ơi, chưa có chạy gì tranh đấu nha. Hiện tại là đang bấm dây. Ô, xe này là 62 rồi. Ok, em bước vô đây em livestream. Hiện tại là xe là 62 nha mọi người. Khoảng cách thắng mình được 120m nha. Cách đường hầm mình được 120m. Rồi sớm rồi. Vô chào mọi người đi về. Hello. Thôi đi anh đợi giúp. Rồi, chị Thư hiện tại là đi về nha. Rồi mọi người bye bye chị Thư nha. Chắc tương tác đi em. Đâu có, tại vì chị Thư comment liên tục á. Ủa lại. À, để coi. Đầu tháng thì xét phân cứng rồi. Ok, bye bye em. Chị Thư ở Sài Gòn nha mọi người ơi. Đang chạy nha mọi người ơi.
chị Thư có người yêu rồi nha. Chị Thư có người yêu rồi nha mọi người ơi. Chị Thư về Sài Gòn lận mọi người ơi. Rồi, lâu thế, anh em đem xe xuống lẹ lẹ đi, lâu thế. Quá chán, quá chán. Có anh em nào 59 không? Có anh em nào 59 không? Hết 3G coi wifi nha. Hello Lanh Khờ. Hello Lanh Khờ. Hiện tại là chưa thấy bạn nào add Facebook AD hết. Quá buồn. Các bạn muốn AD hát bài gì? Chạy tiếp rồi kìa, hát hò gì nữa. Sao? Mấy bạn muốn AD hát bài gì? Ok, Phương Lam, anh đồng ý Phương Lam rồi nha. Tại đang 62 nha mọi người. Đâu có biết hát bạc phận đâu mà. Sao Trinh Nguyễn ơi, anh chưa hiểu lắm. Chưa có bình dáng cao nha, hiện tại là 62. Dinh dinh dáng rắc. Đắp mộ cuộc tình hả? Đắp mộ cuộc tình. Ok, Trần Quốc Khanh comment rồi nha. Đắp mộ cuộc tình hát sao ta? Không có nhạc sao hát đây? Chuẩn bị nha. Đang đẩy nổ nha mọi người ơi. Trực tiếp nãy giờ được hơn tiếng mấy rồi. Phạm Long Đồng Nai hả? AD không biết câu lạc bộ đó rồi. Đang 62 dinh dinh dán rắc nha mọi người ơi. Đang 62 dinh dinh dán rắc nha. Cao chắc có bạn. Ok, chào Nguyễn Hải. Nguyễn Hải Đoàn. Ok, chào Kỳ Nam luôn. Chào Hoàng Minh Trí.
303 lượt rồi. Mọi người like và share dùm AD nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, chào Hà Cát nhỏ nè, 88. Hà Cát nhỏ hình như dân đi tour luôn đúng không ta? Nếu mà đúng thì add face AD nha. Có dịp gặp nhau trên những cung đường của Việt Nam nha. Ok, 68 Duy Nguyễn, 70 Khánh Nhoi, Tâm Nguyễn, chào Tâm Nguyễn nha. 67 Nguyễn Hải Nhi nè. Chào Nguyễn Thái, chào Thanh Sang, chào Xuân Sơn. Chào 49 Xuân Sơn nè, chào Nam IT 60 nè, chào Giấy Lửa 86 nè, Quỳnh Thanh Sang 69 nè. Dạ em chào chị Thu Hiền. Dạ. Chào Quốc Thiện 59 nè, chào Nguyễn Tiến Đạt 71 nè. Dạ em chào chị Phạm Nhung. Dạ. Anh là không có đua xe nha, anh chỉ có đi tour thôi. Chào Lai Hoàng Phong, chào Trung Nguyễn, chào Trương Tân An nha. AD không có đua xe nha, AD chỉ có đi tour thôi, chạy tour thôi. AD thích đi du lịch bằng xe máy. Đang chạy 62 dinh dinh nhán rắc nha. Trời, đá số ai mà không biết, đá gà còn biết mà nói chi đá số. Tại sao không hẹt được? Hẹt các nhỏ, tại sao không hẹt được vậy? Tại sao vậy? Ok, ok, Trần Quốc Khánh nha. Chào sát thủ nha, chào sát thủ. À, trước mặt các bạn là bạn Tí, Tí nhỏ nè. Trí nè, Lê Minh Trí nè. Anh em này, mấy anh em này ở Bình Dương nha. Ôi vãi cả Khang Nhoi, cảm ơn Khang Nhoi nha. Anh chỉ có đá gà thôi, không có đá gái nha. Hãy hai van chạy rồi nha, Giấy Lửa ơi. Bó tay thiệt bảo luôn. Ừ, anh em nào bảo tôi có dịp gặp trên đường thì chào nhau nha. Ok, chào Hiền Bùi 93 nha. Chào Hoàng Huy 43. Anh đâu có biết đá phò đâu à. Đá phò là gì vậy? Ai dẫn AD đi thử đi. Chào sát thủ 93 nè, Hoàng An 63 nè. Ok, Dũng Đào tới nữa đồng ý nha. Đức Đức Nguyễn 93 nè. AD không có biết đá gà nha. Gà móng đỏ là không biết nha. Nha. Để hình diêm vương luôn mới ghê chứ. Ok, chào Kiều Hoàng Huy nha. Quay AD ở Bình Dương luôn. Ừ, chào Cao Văn Tạo 94 nha mọi người ơi. 94 Bạc Liêu nha. Anh em Bạc Liêu đâu. Xe bị lỗi kỹ thuật rồi, có 2 phút để khắc phục nha mọi người ơi. Thank you.
Alo, alo. Xe đang bị trục trặc kỹ thuật bạn ơi. Xe chúng ta đang bị trục trặc kỹ thuật nha. Đang hệ 62 dinh dinh dán rắc nha mọi người. Đang hệ 62 dinh dinh dán rắc. Có chị gái nào vô mà trời ơi, tối ngày chị gái riết. Đi coi đua xe hay đi coi gái? Trời, thằng quỷ nó xả khói còn hơn khói bu xe nữa trời. Anh em 72, 93, 94. Coi gái thì đi qua mấy cái bay mà mấy bạn nữ live stream nha. Ở đây mình không có live stream gái nha bạn, mấy bạn ơi. Hai thì không có xe chạy bạn ơi. Hai thì ít anh em chạy lắm. Hello Ngọc Ngọc nè. Lâu quá không gặp nha Ngọc Ngọc ơi. Chừng nào đem xe lên sân chạy đây. Chào anh Đỗ, anh Linh. Chào báo đệ nha. Chào báo đệ. Thiệt luôn, nó xả khói còn hơn bu xe luôn. Trời ơi, khói mịt mù ghê thiệt. Trước mặt mấy bạn là idol Minh Nam nha. Minh Nam đang là một luật sư trẻ của Bình Dương nha mấy bạn. Minh Nam rất là BD nha. Chị em nào phái BD, cái kiểu BD thì hẹn Minh Nam Facebook Minh Nam nha. Chào Phạm Minh Phú nha. Chào Lucky Number. Mấy anh hút váp á em. Kiểu giống giống thuốc lá điện tử á. Đúng rồi, bên đây là đua xe mà. Bên đây là đua xe mà, đâu phải đua gái đâu. Các bạn kỳ quá. Đúng rồi, bạn Thu Hiền hay quá, váp nha mọi người ơi. Đó, cầm cái chai tinh dầu chịt chịt vô cái cây hút hút á. Ai biết đâu, AD đâu có biết hút đâu. Trời ơi, xả khói à. Hơn cái bộ xe máy luôn. Ghê thiệt. Xác nhận là AD vẫn mê gái nha. Nhưng mà Trang này là Trang live stream về đua xe chứ không phải live stream mê gái. Sao Phùng Tấn ơi? Anh nghe nè Phùng Tấn ơi. Tiếp theo là hệ Super Open rồi tới hệ bô xăng lửa nha mọi người ơi. Đang hệ Super Open. Ồ, bạn Tí Hưng xuống rồi. Anh Hùng Hồ đang chỉ huy ở ngoài nha em ơi. Không có nói chuyện được với anh Hùng Hồ đâu. Có đua xe đạp luôn nha Đức Đức Nguyễn ơi. Đúng rồi, gái chỉ để liếc mắt cái thôi. Hôm nay có Hồ Chí Tâm lên nha Hoàng Đăng Huy ơi. Đúng rồi, thích gái thì qua bay khác chơi rồi báo AD, AD qua chung chứ bay này là bay về đua xe mà. Đang chạy đó Phùng Tấn ơi, đang chạy mà. Đúng rồi, gái là phù du mà thầy u mới là tất cả.
62 dinh dinh dán rắc nha mọi người ơi. Đang hệ 62 dinh dinh dán rắc nha. Hello Bằng Nguyễn. Hello, hello. Sang Văn nha. Có cái mít anh hùng cầm á. Mít anh hùng cầm là nói cả trường đua nghe luôn. Chia sẻ video giùm AD nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hình như có Phạm Long đó với lửa rồi. Xíu nữa mới tới hệ open nha mọi người. Đó là mấy anh trọng tài bên sân đua nha bạn. Chào Hồng Khanh nha. Chào Hồng Khanh lần thứ N. Mấy bạn like và share video giùm AD nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Cảm ơn Trung Nguyễn nè. Hỏi chi trời ơi. Mấy anh em làm việc trên đây mà hỏi chi vậy trời. Quỷ hà. Đợi em lên mua nước cho uống á Hồng Khanh ơi. Mà để hoài không thấy. Đúng rồi, đang đua đó. Tới hội bô săn lửa rồi nha mọi người ơi. Để xám 2 dinh dinh dán rắc là đã có Tí Hưng. Tí Hưng là lấy giải nhất rồi. Bây giờ là tới hệ bô săn lửa. Nhưng mà AD chưa biết là bô săn lửa rất nắp hay chưa rất nắp. Mai anh không có trên sân đâu nha. Ok, cảm ơn Phạm Minh Phú nha. Super Hoành chạy rồi bạn ơi. Mới vừa chạy xong, Tí Hưng lấy giải rồi nha. Các bạn phải hiểu là cái vấn đề đua ở ngoài hay đua trên sân á, nó cũng giống nhau thôi. Vấn đề gặp phải là đua trên sân thường là nó sẽ bị kiểu như là có giới hạn về khoảng cách. Thì các bạn chạy không đã xe. Nhưng mà thực chất á, các bạn đua xe trái phép. Hồi đó AD cũng là một người đua xe đường phố. Nhưng mà hiện tại là theo AD thấy á, là nếu mà đua xe trái phép như vậy á, thứ nhất là chúng ta vi phạm pháp luật. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Thì theo AD thấy thì đừng để đam mê của mình làm ảnh hưởng mọi người. Vừa ảnh hưởng tới tính mạng của mình nè, vừa ảnh hưởng tới tính mạng của người khác nữa. Chúng ta không nên ha.
Còn về cái việc mà các bạn muốn chơi ở đâu là quyền riêng tư của các bạn, và hậu quả là các bạn tự gánh. Nên cái chuyện mà AD khuyên nên vô trường đua chơi hay không là AD không ý kiến, các bạn tự suy nghĩ và các bạn đánh giá là các bạn nên vào trường đua hay là chơi đường phố nha. Hôm nay là boss tháng thì chúng ta sẽ cúp đồng nha mọi người. Cúp đồng nha mọi người ơi. Ba cái cúp đồng đầu tiên mà sân 2K tặng cho anh em. Lần thứ nhất luôn nha, ba cái. Chào bé Hồng, lâu quá không gặp, em còn làm đó không ta? Cái chuyện mà đưa khí hay không đưa khí vào chạy á, mình đang quy định là hệ trái và dên, hay là hệ bô xăng lửa, rớt nắp hay không rớt nắp. Còn cái chuyện mà quy định nhiên liệu á, thì hiện tại là những cái giải mà giải tuần, giải tháng thì chúng ta không có đủ và không có cần thiết là phải quá khắt khe cái chuyện nhiên liệu. Tại vì thực chất cái đường đua của chúng ta chỉ có 201m thôi, và khi đạt tới cái ngưỡng tốc độ tối đa mà cái đường thòng của mình thì cố định không đủ á, thì các bạn chạy có lẹ hơn thì các bạn thắng cũng không kịp nữa. Bật chế độ auto xuyên tường luôn nha. Chào Ngân Ngân nha. Hiện tại là tương đối đông rồi mấy bạn. Nhớ thì lên sân đi bé Hồng ơi. Còn mà nếu mà chạy hệ mà quy định cả nhiên liệu luôn thì ok, không vấn đề gì hết. Nhưng mà chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian để quản lý việc đó. Đó, thì những cái giải lớn thì sẽ quy định về nhiên liệu và có người cân đo đong đếm nhiên liệu cho từng xe luôn. Anh vẫn làm đây nha, Sang Văn ơi. Chào anh Tuấn. Chào anh Tuấn tiền tỷ. Thứ bảy nào anh cũng trên sân hết nha, nhưng mà ngày mai anh lại có việc đi Sài Gòn rồi. Hello Hải Dế nha. Khát nước quá Ngân ơi, chạy vô căng tin mua cho anh chai nước đi. Hello Trung Kiên. Sớm hai dinh dinh nhắn rác ít xe quá bạn ơi. Về mặt kỹ thuật thì anh em liên hệ số điện thoại của Moto 2K ở dưới Sài Gòn nha anh em. Anh em lên fanpage search Moto 2K. Anh em sẽ vào trang của Moto 2K dưới Sài Gòn, sẽ có số điện thoại cho anh em liên hệ nha. Chí Tâm Hồ anh thấy ngồi chơi không à, anh không thấy chạy nha. Chào anh Toàn. Dạ, anh chào bé Mở. Em có add Facebook anh chưa ta? Ồ, cặp nhau sát quá. Lên một thắng rồi anh em ơi. Câu lạc bộ Hạnh Bấy Bì nha mọi người. Đúng rồi, bô xăng lửa đang hot lắm anh em. Anh em trên đây cạch từng mili giây luôn á. Hiện tại là hệ bô xăng lửa là đang lên lắm luôn.
Ok, ẹt hay không ẹt gì tùy em. Coi như chúng ta không quen nhau đi. Nó xả khói ở ngoài kia mà tưởng sau lưng mình bốc khói, ghê thiệt chứ. Ừ, anh Khang đồ cũng ngồi nguyên nhóm đó đó em. Đang chạy hệ bô xăng lửa nha. Đăng ký thì cứ thứ bảy hàng tuần lên sân chạy, rồi đúng 9 giờ chúng ta đăng ký thôi, đúng 7 giờ chúng ta đăng ký thôi bạn ơi. Chào Hải Lê nha. Anh em like và share video giúp AD nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Hiện tại là trên fanpage của 2K là đang rất chạy rất là nhiều chương trình cho anh chị em chúng ta chơi trúng thưởng các phần quà và vé cổng đồ các kiểu, thì anh em nếu mà thích chơi thì vui lòng lên fanpage để biết thêm thông tin nha. Ok Ngân Ngân, vô đây em. Dạ em chào chị Hiền. Hello chú Mối nha. Vụ gì AD đâu có khó tánh đâu mà, AD là bao dễ luôn. Chào Nguyễn Tấn Đạt nè. AD vẫn còn tỉnh nha, AD vẫn còn tỉnh. Chào Lê Xuân Thiện. Chào Phạm Nhung nha. Khả năng hay không là nằm ở túi tiền, thì túi tiền bạn nhiều hay ít là do cách bạn làm việc thôi. Bởi vậy đừng đổ thừa là không đủ khả năng. Ok, thì có kiếm tiền thì mình sẽ theo đuổi được đam mê. Còn nếu mà theo đuổi đam mê theo kiểu mù quáng và không lo cuộc sống của chúng ta thì chúng ta lại không theo đuổi được nó đâu bạn. Vô đây Ngân Ngân. Đi vô đây ngay. Ngay và luôn. Nhường mít luôn. Chào Huy Huy nha. Chào Ngọc Toàn luôn. Này chắc hệ rất nắp quá. Chào Sang Văn. Thì em mệt hay không mệt gì anh cũng đâu dám nói gì em đâu bé mở. Chí Quẹo ơi, comment lịch sự nha bạn. Những cái comment nó trôi rất là lẹ, nhiều khi mình cũng chả thấy để mà trả lời các bạn nữa. Chào Hoàng Ray. Chào xe độ nha. Đó, chuẩn bị vỗ cánh rồi mấy bạn. Chu đích vỗ cánh. Chu đích vỗ cánh. Ồ, cặp nhau sát quá, lên một ăn rồi mấy bạn ơi. Lên một ăn rồi. 9:03:92. Chào Trương Huỳnh nha. Chào AB quá. À, cặp nhau ghê thiệt chứ. Nếu mà các bạn muốn hồi hộp hơn các bạn có thể lên sân. Các bạn sẽ biết được cảm giác khi mà ra xe và cặp nhau trên đường đua nó sẽ như thế nào. Rất là gay cấn. Đi vô cửa căng tin đi, AD dắt lại. Nha Ngân Ngân ơi.
ok, chào Hãn Quyền. Chào Ngọc Tốc Độ. Chào Tin Tuấn nha. Hiện tại là chúng ta chỉ tặng cờ cúp thôi nha mấy bạn ơi, chứ chưa không có giải thưởng nha. Chào Lê Minh Ken. Chào Nguyễn Thành Nam nha. Đang chạy hệ vô xăng lửa, rider vô xăng lửa. Nhưng mà hình như là rớt nắp á, tại vì thấy anh em bỏ vàng áo rồi hết rơn. Rider nha mọi người ơi. Rider với Satriep. Chào Hiền Nguyễn nha. Sau lưng AD đang là cái cúp đồng của giải tuần này. Sau lưng AD đang là cúp đồng của giải tuần này. Đó, giải của tháng 6. Thì chừng nào hết xe thì hết giải thôi bạn ơi. Hết xe thì hết chạy thôi. Cho đua xe 50 luôn nha. Lên 2 tháng rồi nha mấy bạn ơi. Em đéo biết tên anh thì thôi em được biết nha. Tốt nhất là không nên biết. Ừ. Chào Phan Nhật Trường, chào Hào Lê. Hồi nãy hệ 62 Vinh Vinh nhắn rắc là chạy rồi nha anh em ơi. Chạy trong sân mà bạn, đâu có gì đâu mà bị phạt. Chỉ có mấy bạn ra đường, mấy bạn nẹt bô hay là mấy bạn quậy phá gì đó thì giao thông nó mới phạt thôi. Còn anh em chơi trong đây là không bị gì hết nha. Số dây thấp nhất của hệ gì bạn? Vô đây anh chỉ Ngân lái anh luôn nè, đâu cần lái cái công tay làm gì. Đúng rồi, dây thấp nhất hả? 9 dây mấy á bạn? Hệ Rider vô xăng lửa rất nắp, khoảng 9 dây 3. Hiện tại là Rider chưa rất nắp nè, sắp tới là Rider chưa rất nắp. Đúng rồi, anh Trí hiện tại là đang làm tiệm của anh Trí là trong khu dân cư Chính Nghĩa. Và anh Trí chuyên làm bô xăng lửa luôn nha. Cái vấn đề của em Dũng Đào là em phải xác định với anh là xe em là đầy đủ giấy tờ. Lúc công an bắt là em phải xuất trình được cặp vạt xe nè, đúng số máy nè, và có bản số xe, thì lúc đó sân đua mới bảo lãnh nha. Anh nghe nè Thu Hiền ơi, anh nghe nè Ngân ơi, mày bạ gì, trời ơi, lái anh là lái được tất cả các loại xe luôn. Chủ nhật không đua nha mọi người ơi. Ok Thu Hiền, xíu nữa anh để xếp nha. Chào Trần Thanh Dương. Chào bạn, chào Bùi Anh Tuấn nha. Ok mấy bạn ngồi xem nha. AD đi vào căn tin chút xíu. Xíu nữa AD sẽ ra nói chuyện với mấy bạn tiếp nha. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Thank you.
Hello mấy bạn, AD đã trở lại. Đúng rồi, AK Võ Văn Kiệt đó em ơi. Mấy bạn đâu rồi, lên tiếng đi. Ad chạy hết rồi nha bạn ơi. Mấy fan cuộc qua AD đâu hết rồi, lên tiếng đi. Ok, ngân ngân bao là anh ăn tốt. Nhớ vô canteen dẫn đi ăn nha. Fan cuộc đâu hết rồi. Tư chạy rồi nha mọi người ơi. Hello khỉnh khỉnh. Chưa có uống nước nha Ngân ơi. Mới vô cắn nhẹ cái xúc xích à. Chào Thiện Cường nha. Hello Phạm Nhung. Thì ruột thừa. Đóng cửa đâu đóng cửa. Anh đang trong căng tin mà đóng cửa hồi nào. Xạo à. Xạo chó. Hôm nay không có hệ hai thì nha bạn ơi. Chào Nguyễn Cường nè. Sám hai Vinh Vinh chạy rồi nha. Thank you.
anh em like và share video giùm AD nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 62 dính dính dán rắc. Ủa sao chạy lại ta? Hình như nãy đôn hệ kia lên á, nên là 62 chạy tiếp. Dễ gì mà đóng, trời ơi. Vậy là em không có trên sân rồi Ngân ơi. Riết là em xạo chó quá. Chưa thấy mở ẹt nè. Chưa có thấy bạn mở ẹt nè. Mới thấy Dũng Đào, Sơn Tấn Hùng, Triết Huỳnh. Đâu có thấy mở đâu. Không thấy mở nha mở ơi. Chưa thấy mở hết nha mở ơi. Chào bạn Lưu Nhật Hạ nè. Vô sân lửa chạy xong rồi nha mọi người ơi. Hôm nay chạy chắc tới 12 giờ 1 giờ quá. Thu Hiền anh đẹp xét em rồi nha Hiền ơi. Đi mở ơi. Ủa em có trên sân không Lưu Nhật Hạ ơi? Em có trên sân không? Chào căng tin, chào anh cá đi. Thank you.
đâu. Bạn Lưu Việt Hà ở đâu? Mình đâu thấy bạn đâu. Đây nè. Thôi phải lâu. Thôi phải lâu. Ghê thật. Acalon. Ghê quá, ghê quá. Phạm Nhung. Ủa, Phạm Nhung hẹn chưa? À rồi. Ok Phạm Nhung. Trời ơi, nó để hình là hình ảnh bìa là bạn trai nó luôn. Ghê thiệt. Vậy mà vô đây thả thính của trai rồi xèo. Ghê thiệt. Mấy đứa này giờ lừa tình quá. Ed cũng là con người mà. Nói tục là mở đầu câu chuyện cho nó im ấm thôi. Khen vậy thôi chứ ngoài ai biết làm sao đâu. ai biết ở ngoài đẹp xấu như thế nào, hình trên mạng mà. Khen vui vậy thôi. Hôm nay chắc phải qua nửa đêm.
xe mới kêu công an bắt thấy mẹ tụi nó đi. Chị trời ơi, sân ở đây có không đua, đi đua ngoài đường. Tiếng đi, đâu ai kêu nghe đâu bạn Lê Tiến Minh ơi. Livestream nè, đang đợi chạy đó bạn ơi, lâu quá. Quá đẹp luôn anh em ơi. À,
lái xe quá đẹp luôn. Lên hai ăn rồi. Chúc mừng lên hai. Giờ chán quá. Sao giờ? Hai. Đợi chờ lâu quá mấy bạn ơi. Anh không biết nữa, nãy giờ anh chưa có ra coi nữa. Không biết Gia Hưng có giải không. 67 kìa, 267 kìa. Mấy bạn ở ngoài sân hút nha. Mấy bạn ngoài sân hút nha. Cái nó thổi, cái nó bốc lên cái nền sau lưng AD thôi. Sân hút nha. Dạ em chào anh Chí Tâm Hồn, nãy giờ mọi người hỏi anh đó, anh còn ở sân không ta? Anh còn ở sân không ta? Cái này chạy nitro rồi. Bài mắc lắm. Chào Đình Vương nha, Đình Vương chứ.
chưa? Tiếp đi em, nó mất tiêu rồi. Tại sao bỏ nó mất tiêu rồi? Bắn tiếp đi chứ. Cảm ơn hai bé nhiều nha. Chuyển qua đích cây nè. Có nhìn đâu có ai ép nhìn đâu bạn. Mà đâu có ép bạn nhìn đâu mà. Không con mà đi ra. Thấy chưa? Thái Lan xuất phát chưa? Thank you.
sao lại muốn gặp anh? Đúng rồi, sáng hai tự do nha các bạn ơi. Sáng hai tự do gián rách nha. Tiếng bà Tân vlog luôn. bên kỹ thuật là đang coi clip của bà Tân vlog nha. Xíu nữa là nghe hớ 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 là biết là bên kỹ thuật ta đang bắt GAV nha. Tắt like nha, các bạn coi đua xe đi nha.
một ra xe đẹp quá các bạn. Rồi xong, lên mộng ăn rồi mấy bạn ơi. Lên hai tắt máy rồi, lên mộng ăn rồi mấy bạn. Rồi bạn nào kêu tắt like thì tắt điện thoại đi ngủ đi nha. Nha. Like cho coi, còn mấy bạn nào muốn tắt lại thì mấy bạn tắt máy đi ngủ đi. Cảm ơn mấy bạn rất nhiều. Chào Vĩnh Linh nha. Mấy bạn nào không muốn coi thì không ép nha. Đi bạn nào thả tim vậy? Hoàng Tú hả? Anh không biết bạn Hoàng Tú đó là bạn nào luôn.
cho xe đạp bánh dây luôn nha bạn ơi. Xe đạp, xe mì gõ, xe nước mía, xe gì cũng được. Bạn nào không coi thì có thể tắt nha. Mình không ép mấy bạn coi nên các bạn cũng không cần comment những cái từ ngữ gọi là gây kích động như vậy. Thank you.
chào bạn Nhi Lê nha. Xong cái nó lấy hạt cà chín của nó hạt mình liền. Ghê thiệt. Ai kêu em không đi Minh Thư. Không. Bội chào Thúy N làm luôn á Thu Hiền. Chào Thú Trần nha. Em xe vô dẫn tính 10.000 vòng nha. Ngô Ngọc Xuân Thư ừ. Chào em. Ừ em về ở đó em khỏe không ta? Đâu thấy mình đợi đâu Nguyễn Trinh ơi. Bây giờ không thấy em đợi được nha. Thank you.
avatar chơi. Khuya chúng ta lại càng mất lượt xem. Anh em like và share comment nha.